Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, cuộc cạnh tranh cực căng của hai mẫu máy rất đáng chú ý. Sắp tới, cuộc cạnh tranh giữa Redmi và Realme trên phân khúc tầm trung hứa hẹn sẽ diễn ra gay cấn hơn khi cả hai hãng đều có kế hoạch trình làng những dòng sản phẩm mới. Theo nguồn tin, Realme 12 Pro và Pro Plus sẽ được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 3 cùng cụm 3 camera chất lượng. Đặc biệt, máy có thể còn được trang bị camera tele hỗ trợ zoom quang học từ 2 đến 3 lần. Còn đối với Xiaomi, hãng dự kiến sẽ ra mắt Redmi Note 14 trong quý 1 năm tới. Dòng Note 14 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cải tiến về thiết kế, cấu hình và chụp ảnh so với phiên bản tiền nhiệm. Nếu cam kết cung cấp trải nghiệm tốt với giá bán hấp dẫn tương đương Realme 12 Pro, chắc chắn Redmi Note 14 sẽ là đối thủ đáng gờm với Realme trong phân khúc tầm trung. Cuộc so tài này hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích cho người dùng. Tin tức tiếp theo, EQ Neo 9 Series lộ thông số kỹ thuật chi tiết. Vivo vừa xác nhận sẽ giới thiệu dòng EQ Neo 9 và Neo 9 Pro vào ngày 27 tháng 12 tại Trung Quốc. Theo các mối tin rò rỉ đáng tin cậy, hai phiên bản này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều nâng cấp phần cứng vượt trội hơn thế hệ trước. Cụ thể, Neo 9 và Neo 9 Pro đều được trang bị màn hình OLED cong 6.78 inch 1.5K với tốc độ làm tươi 144Hz. Bên trong là chip Q1 mạnh mẽ của EQ và Dimensity 9300 đối với bản Pro, pin 5160mAh cùng hỗ trợ sạc siêu tốc 120W. Về camera, Neo 9 có 3 camera sau gồm cả bình chính 50 chấm có hỗ trợ OIS, còn Neo 9 Pro là 2 camera 50 chấm. Riêng bản cao cấp còn có cả camera selfie 16 chấm. Ngoài ra, hai mẫu máy này còn sở hữu RAM LPDDR5X và bộ nhớ chuẩn UFS 4.0, cả bế vân tay bên trong màn hình cùng hàng loạt công nghệ độc quyền khác. Đây hứa hẹn sẽ là dòng máy EQ mạnh mẽ cùng với mức giá hợp lý. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày. LG Phone 8 Series sẽ có công nghệ đỉnh cao. Sắp tới, Asus sẽ giới thiệu dòng LG Phone 8 vào ngày 16 tháng 1. Qua đoạn teaser mới, hãng đã hé lộ các tính năng quay video chống rung trên phiên bản này. Theo các nguồn tin, LG Phone 8 và bản Pro đều sử dụng màn OLED Full HD cộng 6.78 inch với tốc độ làm mới 165Hz. Cả hai đều được trang bị chip xử lý mạnh mẽ Snapdragon 8 Gen 3 và hệ thống âm thanh 5 loa độc quyền. Đặc biệt, camera sau của bản Pro có thiết lập 3 ống kính với camera chính 50 chấm cùng các tiện ích làm đẹp. Phiên bản tiêu chuẩn dự kiến sẽ có camera tương tự với mức cấu hình mạnh, pin lớn 5500mAh và tính năng nâng cao đến từ phần mềm. LG Phone 8 hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng cho game thủ. Sự ra mắt ngay sau đó của Asus tại Trung Quốc cũng cho thấy khả năng lớn dòng máy này sẽ có mặt nhanh chóng ở thị trường toàn cầu. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.